Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C, có thể nói đang hot nhất trên thị trường hiện nay quý vị và bạn nhé. Chúng tôi mua chiếc xe nào về là bán được ngay chiếc xe đó, đấy, không có một chiếc xe nào tồn ạ. Những chiếc xe khác thì có thể rất là lâu, nhưng những chiếc xe này thì gần như là vừa đăng lên cái là chúng tôi đã có khách liên hệ đến để mua luôn các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 phiên bản 1.5. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh từ năm 2017 đến nay là hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. 2017 các bạn nhá, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là phiên bản 1.5. Ở Mazda 3 nó có hai phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là cái phiên bản 1.5 quý vị các bạn nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe có thể nói đang hot nhất tại thời điểm hiện nay. Đấy, rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe này mới lăn bánh hơn 8 vạn km thôi các bạn ạ. Cái biển này, đây là cái biển chúng tôi đang lắp, đây là cái biển chúng tôi lắp tạm để cho nó có biển thôi các bạn nhé. Chứ vì là chúng tôi thu hồi biển số rồi, rút hồ sơ thu hồi biển số rồi, bây giờ chiếc xe này không có biển đâu. Biển này là biển lắp tạm vào đó thôi các bạn ạ, để trưng bày cho nó có biển các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Phiên bản này đã có khóa thông minh. Nói chung là Mazda 3 từ 2015 trở lên là đều có khóa thông minh, đèn nổ start top rồi. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Mazda 3 này, quý bạn có thể xem video cũng đánh giá được chất lượng các bạn nhé. Đây tôi sẽ mở cái cửa sổ nóc này lên. Đấy, cho nó sáng các bạn nhé. Đấy, kéo cái cửa sổ nóc ra cho trong nội thất nó sáng. Thì thời tiết ngày hôm nay đang rất là mưa, cho nên là chúng tôi chưa đem ra bên ngoài quay được. Tôi sẽ quay ở trong bãi thôi, cũng vừa mới dọn dẹp qua loa một chút thôi, chứ chưa dọn dẹp được kỹ đâu, vì thời tiết mấy hôm nay là trời bắt đầu mưa lạnh các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Một chiếc xe 2017. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Lăn bánh hơn 8 vạn quý vị các bạn nhé. Rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ nội thất và ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Đấy, và bây giờ tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, nội thất ghế da phía sau này đều rất đẹp các bạn nhé. Vì đằng sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là ghế sẽ đẹp hơn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. 2017, lăn bánh hơn 8 vạn km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Mazda 3 2017 phiên bản 1.5 này chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục theo dõi video để xem về chiếc xe Mazda 3 2017 này các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần cốp sau rất là rộng rồi. Ở cái phiên bản sedan thì cốp sau bao giờ cũng rộng hơn những cái phiên bản hatchback các bạn nhé. Đấy, đèn đóm này đều còn nguyên bản này, rất đẹp, chưa có bị đâm va gì, cho nên là đèn cũng còn đẹp luôn. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ mở cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, ghế da, nội thất ghế da thì cái ghế da này là ghế da nguyên bản của xe rồi các bạn nhé, ghế da cao cấp. Và phía đằng sau này thì bao giờ cũng ít người ngồi hơn, cho nên là cái ghế đằng sau nó sẽ đẹp hơn cái hàng ghế trước một chút quý vị và các bạn nhé. Đấy, cơ bản là rất là mới,
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy là cái cánh cửa này, cũng giống như những cánh cửa kia thôi, toàn bộ từ táp bi cho đến keo chỉ cánh cửa này đều nguyên bản luôn các bạn ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào ở cái cánh cửa này các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Một chiếc xe Mazda 3 2017. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản Mazda 3 này thì đã được trang bị rất là nhiều option rồi. Khóa thông minh, đè nổ, start top, đầu DVD, màn hình, camera lùi, điều hòa tự động, cửa sổ nóc. Đấy, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, ghế này, hàng ghế da phía trước đều rất là mới này, toàn bộ từ vô lăng, đấy, táp lô, táp bi, cánh cửa đều rất đẹp các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc capo. Đấy, ốc capo này, keo chỉ capo này. Đấy, ốc capo, keo chỉ capo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, ốc capo đây, chưa có vết tháo, chưa có vết mở quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ ốc giảm sóc cũng còn nguyên bản này. Đấy, rất đẹp luôn, tất cả là còn nguyên bản quý bạn nhé. Ốc chân máy, đây là cái ốc chân máy đây các bạn này, toàn bộ về ốc chân máy cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, phiên bản này là cái phiên bản 1.5. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Có thể nói động cơ của Mazda bây giờ thì tiết kiệm nhất, tiết kiệm nhiên liệu nhất trong các phân khúc của các hãng khác các bạn nhé. Đấy, động cơ đây, động cơ rất đẹp luôn các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.